Chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và khu Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố khu Kiếp Lâm. Thì mọi người hãy theo chân mình nhé. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Khu Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó,
cho mọi người xem nha. Đây là cái bathroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mimi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Coquitlam Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó,
Rồi. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này. Chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó, mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó, nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây, G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mới giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ. Và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là
1715 square feet nha mọi người, rất là to cho townhouse luôn. Đó. Nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet, giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây. Đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Okay. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Brooklyn nha mọi người. Thì đây là thành phố Brooklyn. Thì mọi người hãy theo chân đi nha.
Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha.
Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mimi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Coquitlam Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người.
Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó, nếu mọi người đây là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nhé. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1.715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây, đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478 ngàn nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Broccoli
Cô Kiếp Lầm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Okay. Okay, đó, nếu mọi người thấy là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây, G4 nè, khi nãy mới đưa đó.
Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất 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 là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây, đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây. Đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ.
hẹn mọi người một video clip sau nhé. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và khu Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố khu Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu, để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet, giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Khu Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn
một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó, mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó, nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mimi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây, G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu, để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Coquitlam Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây một chút về cái khu này nha mọi người ha.
quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này. Chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây, G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ. Và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là
1715 square feet nha mọi người, rất là to cho townhouse luôn. Đó. Nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet, giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây. Đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Okay. Đó, nếu mọi người đây là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Brooklyn nha mọi người. Thì đây là thành phố Brooklyn. Thì mọi người hãy theo chân đi nha.
Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn. Parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Ok. Ok, đó, nếu mọi người thấy là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha.
Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Phú Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và
Cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái bathroom nó sẽ như thế này. Đó, mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó, nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mimi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu, để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Coquitlam Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người.
đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm, nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất rất là convenient.
convenient như thế nào thì mới giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mới quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người, rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây, đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet, giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây. Đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó, mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó, nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở
và Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân mình nhé. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà mình muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu, để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Phú Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom, nó sẽ như thế này. Đó.
nếu mọi người. Đây là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Phú Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này.
Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location. Location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái bathroom nó sẽ như thế này. Đó, mọi người đây là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó, nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mimi để Mimi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mimi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn. Và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây, G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan. Là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1.715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu, để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người.
rất rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, đây mới quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Coquitlam Sky Stream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó. Đây. Sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó. Quay cho mọi người xem nha. Đây là cái bathroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Okay. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở Coquitlam nha mọi người. Thì đây là thành phố Coquitlam. Thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà My muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì
cái townhouse này đây, đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking luôn, parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là hai phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất 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 là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây, đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa xa ra cho mọi người xem. Đây, đây là Brooklyn Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây. Đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi, một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa nhà này. Thì khi một cái lốc như thế này sẽ chia ra, cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi. Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó, quay cho mọi người xem nha. Đây là cái washroom nó sẽ như thế này. Đó. Đó. Đó, nếu mọi người hay là cái builder sẽ xây cái dự án này nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem. Giờ là sẽ quay tổng quan cái tòa nhà của cái dự án này cho mọi người xem nha. Đó.
Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin Mimi nha. Thì về giá của cái townhouse 3 phòng ngủ là bao nhiêu, mọi người quan tâm thì mọi người có thể nhắn cho Mi để Mi có thể chia sẻ chi tiết hơn cho mọi người biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video clip đến tận bây giờ. Hẹn mọi người một video clip sau nha. Xin chào mọi người, Mimi đã trở lại đây. Hôm nay Mimi sẽ dẫn mọi người đi xem một cái dự án townhouse ở và Phú Kiếp Lâm nha mọi người. Thì đây là thành phố Phú Kiếp Lâm, thì mọi người hãy theo chân đi nha. Xin chào mọi người, đây là cái dự án mà Mi muốn chia sẻ với mọi người nha. Thì cái dãy này là sẽ tổng cộng sẽ là townhouse hết nha mọi người nha. Thì cái townhouse này đây một block như thế này sẽ là nhà của bạn, và có cả luôn cái parking nó dính vô trong cái căn nhà của mình. Thì cái giá thì nó là 3 phòng ngủ nha mọi người. Đây để mình quay cho mọi người xem cái floor plan ha. Đây G4 nè, khi nãy mới đưa đó. Đây là G4, là cái unit này đây nha mọi người. Đó, thì đây là cái floor plan, là mình có luôn cái parking trong nhà của mình luôn. Và cái location này nó rất là convenient. Convenient như thế nào thì mình giới thiệu trước là cái floor plan, rồi sau đó mình quay qua cái location cho mọi người nha. Đây, tầng thứ nhất, cái main là sẽ là living room và là sẽ là cái kitchen ha. Tầng thứ hai sẽ là 2 phòng ngủ, và tầng thứ ba sẽ là cái master bedroom và có cả cái rooftop nha mọi người. Tổng cộng diện tích là 1715 square feet nha mọi người. Rất là to cho townhouse luôn. Đó, nó cũng có một phòng ngủ. Thì đâu để mình kiểm tra xem một phòng ngủ. Đây là cái floor plan của một phòng ngủ nha mọi người. Total square feet là 500 square feet. Giá khởi điểm là 478.000 nha mọi người. Rất là tốt luôn đó mọi người. Dự án này sẽ dự định là sẽ complete vào mùa thu năm 2027 nha mọi người. Và bây giờ mình đi qua đây để xem thử là cái location này là ở đâu ha. Đó, để mình quay xa ra cho mọi người xem. Đây là Phú Kiếp Lâm Skystream. Từ cái chỗ này mình đi ra đến đây, mình rẽ đây là cái khu này, là cái khu mà sẽ có cái townhouse của mình nha mọi người. Đi bộ cỡ chừng là 8 phút đi bộ đến Skytrain. Và cái khu này thì sẽ là hồ và sông, nên như vậy là cái view là sẽ không bao giờ thay đổi nha mọi người nha. Đó. Còn đây, đây một chút về cái khu này nha mọi người ha. Quay cho mọi người xem nha. Đó. Rồi My sẽ giới thiệu tiếp về cái một phòng ngủ. Thì mọi người nhìn thấy thì cái này nó rất là giống là townhouse, không biết là một phòng ngủ sẽ ở đâu. Thì một phòng ngủ nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Xin lỗi, cái này là hai phòng ngủ, xin lỗi. Một phòng ngủ là nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở dưới hai cái tòa. Cái này là một phòng ngủ, hai trên này là hai phòng ngủ nha mọi người. Còn ở đây thì sẽ là hai phòng ngủ, và ở trên này sẽ là hai phòng ngủ chia ra. Đó, chỉ có cái dãy này là townhouse thôi nha mọi người. Đó, deposit structure là 15% nha mọi người. Còn condo fee thì rất là tốt luôn, là 0.37 0.37 đô per square feet. Rất là reasonable. Và cái lợi ở đây là cái location này thì quá tuyệt vời rồi.
Đó, quay cho mọi người xem một chút về cái kết cấu bên trong của căn nhà nha. Đó, đây sẽ có hai lựa chọn, một cái màu đậm và một cái màu nhạt hơn ha. Đó.